Xin chào tất cả quý vị, tôi tên là Thế Phạm, còn bên cạnh tôi đây là anh Đinh Nguyễn Bình. Anh đến từ phòng quản lý sản phẩm piano tại công ty Việt Thương. Chào quý vị. Và hôm nay thì chúng tôi có một cái buổi talk show tại đây để chúng ta có thể tìm hiểu và có thể phân tích thêm được những cái kiến thức về piano. Thì như các bạn cũng đã biết, piano là một cái loại nhạc cụ rất là độc đáo vì nó có thể biểu hiện và biểu đạt được những cái sắc thái, những cái cảm xúc của người chơi. Đồng thời là nó có thể biểu hiện được cái sự nhẹ nhàng, êm ái cho đến giận dữ hoặc là mạnh mẽ trên một cây đàn. Thì chính vì vậy hiện nay piano được xem như là vua của một loại nhạc cụ. Và ngày hôm nay trong chương trình này thì chúng tôi xin gửi đến quý vị những cái thông tin rất là đặc biệt và thực sự bổ ích về loại nhạc cụ bậc nhất này. Và mong rằng sẽ giúp đỡ quý vị một cách hiệu quả nhất trong việc tìm hiểu và sở hữu một cây piano theo đúng ý của mình. Hôm nay thì chúng tôi rất là hào hứng khi mà được tiếp cận không những một mà tận tới hai sản phẩm cực kỳ chất lượng đến từ thương hiệu Kawai, thương hiệu piano hàng đầu tại Nhật Bản hiện nay. Và sản phẩm đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả các quý vị đó là model ZL20 của Kawai. Và thưa quý vị, sản phẩm này sở hữu một kích thước của chiều rộng là 1m50, chiều dài chỉ là 1m57. Và với kích cỡ như vậy thì quý vị có thể đặt trong một cái không gian từ 60 đến 180m2 và có thể phù hợp được với hầu hết những cái không gian căn hộ của chúng ta. Vừa rồi thì chúng ta đã được nghe một cái đoạn nhạc ngắn phát ra từ model ZL20. Thì qua nhiều cái chuyển động tinh tế và kết hợp chính xác bên trong bộ máy truyền đến cái sao bo phát ra chất âm tự nhiên của đàn. Và để hiểu hơn về piano nói chung và các cái model ZL của Kawai nói riêng thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có được những cái giải đáp từ phía anh Đinh Nguyễn Bình. Vâng, xin mời anh. Xin chào quý vị. Thì hiện tại tôi đang công tác tại Việt Thương Music và rất vui là hôm nay cùng talk show với bạn Thế Phạm, và cũng rất là hân hạnh khi được gửi đến tất cả quý vị những cái thông tin mà chúng ta có thể là nhiều người rất là thắc mắc về piano, và mong rằng trong cái talk show của chúng tôi ngày hôm nay sẽ phần nào giúp được quý vị có được một cái nhìn tổng quát và bổ sung vào những cái thông tin mà quý vị cần khi tìm hiểu một cây piano. Và vừa rồi thì tôi cũng thấy và bạn Thế đàn cây GL20 phải nói là rất là hay. Không biết là quý vị nào là có những cái câu hỏi thì chúng ta cứ comment ở dưới cái fanpage của chúng tôi nhé. Và phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi đến những cái phần sâu hơn trong cái piano nhé. Vậy thì anh Bình, bây giờ anh có thể trình bày cho em biết cũng như cho khách hàng biết về cái sự khác nhau của các cái dòng đàn grand piano không? Vì có nhiều khách hàng họ bảo là họ thấy hầu như cây đàn nào cũng giống nhau hết. Vậy thì anh hãy giải đáp giúp em cũng như khách hàng về cái sự khác nhau của các cái dòng đàn grand piano ở điểm nào? Một cái câu hỏi rất là hay của bạn Thế, thì chắc là nhiều người, nhiều quý vị cũng đang thắc mắc. Thì theo tôi thì một cây grand piano hay là cây đại dương cầm thì chúng ta có thể xét bốn cái yếu tố
khác nhau. Ví dụ như là về size, về kích cỡ, về action là bộ máy, rồi wood là nguyên vật liệu. Đấy, rồi design có nghĩa là thiết kế bên ngoài, thì chúng ta có thể cùng đối chiếu bốn cái điểm này để phân biệt được các cây Grand Vino nó khác nhau như thế nào. Và cái điểm đầu tiên đó là cái size, kích cỡ đàn. Thì chúng ta có thể thấy rằng là có những cái đàn Grand Piano ngắn, rồi dài, rồi cực dài, thì nó là cái điểm nhấn để mà chúng ta có thể phân định được đâu là cây piano mà để học tập, đâu là cây piano đại dương cầm để mà biểu diễn. Thì điểm đầu tiên đó là size, nó bị kích cỡ. Nếu mà như vậy thì có nghĩa là trong cùng một cái dòng đàn như vậy, một cái thương hiệu như vậy, nếu như mà một cái đàn có một cái kích cỡ đàn dài hơn, lớn hơn, thì cũng đồng nghĩa rằng là cái âm thanh phát ra cũng lớn hơn, đúng không? Chính xác thế. Thì khi mà một cây Grand Vino nó có cái chiều dài nó dài hơn, thì đương nhiên là cái khoảng để mà nó cộng hưởng âm thanh nó phát ra, thì cái âm thanh nó đương nhiên nó sẽ dày hơn và nó lớn hơn. Vâng, thưa quý vị, cũng như anh Bình trình bày vừa rồi, chúng ta có thể hiểu được cái kích thước của một cái đàn với một cái đàn dòng Grand Piano thì nó sẽ khác nhau về chiều dài. Thì cái chiều dài của đàn mà càng dài thì đồng nghĩa rằng cái đàn đó sẽ có cái sự cộng hưởng âm thanh lớn hơn từ xa đàn, tạo ra một cái âm thanh tốt hơn, vang hơn, dày hơn. Như hồi nãy thì anh có phân tích về cái size, thì còn ba yếu tố nữa đó là action, good và design. Yeah. Thì anh có thể phân tích thêm về ba cái yếu tố này để cho em cùng các khách hàng có thể hiểu hơn không? Về cái phần thứ hai mà theo tôi là đó là về action, tức là cái bộ máy của piano. Thì trong các cái workshop lần trước cũng như là các cái clip piano, tôi cũng có giới thiệu sơ qua về cái bộ máy action piano. Thì nói riêng về Kawai thì chúng ta có thể xem Kawai là một cái công ty mà đi tiên phong về công nghệ để mà chế tạo ra cái bộ máy piano. Nó là gọi là, mình nói dân gian là hợp thời, cái bộ máy piano tân tiến. Thường thì chúng ta thấy là bộ máy piano trước đây theo truyền thống là bằng gỗ, thì riêng Kawai họ đã chế tác ra một cái loại action được cấu thành từ hợp chất ABS carbon, và tiền thân của nó là ABS tyran. Mà hiện nay ở các dòng đàn Grand thì chúng ta đều có hoàn toàn là ABS carbon. Và cái ABS carbon này sẽ giúp cho cái đàn của chúng ta là không có bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài khách quan như là nhiệt độ và độ ẩm, và thậm chí là bụi luôn. Thì đây là một cái điểm mà tôi thấy cực kỳ hay và nó thực tế, giúp cho cái người dùng piano đỡ phải là lo lắng hơn là bộ máy piano mà chúng ta có thường để bị hỏng hóc hay là bị những cái lỗi lặt vặt hay không. Thì đối với cái Kawai Grand Piano này thì có thể nói là gần như là hoàn toàn không có vậy. Thì em cũng đã từng được xem qua một cái bộ máy của một cái piano trước đó. Thì em nhìn thấy được là cái bộ máy, một cái bộ action, một cái piano cực kỳ phức tạp. Nó có những cái khớp nối với nhau mà chỉ cần lệch đi một tí xíu thôi là nó đã có thể thay đổi nguyên cả một cái đúng rồi, lực thớt vào cái lực phím. Đặc điểm thứ hai nữa thì em thấy là tại ở Việt Nam mình độ ẩm rất là cao. Đúng rồi, này ảnh hưởng rất là lớn tới cái phần, nếu như một cây đàn, một cái action mà bằng gỗ hoàn toàn như vậy thì nhiều khi là về Việt Nam mình độ ẩm tác động quá lớn là dễ bị ảnh hưởng. Đúng rồi. Thì với như cái sự trình bày của anh về action này thì là bằng ABS carbon, thì em nghĩ là khi mà mình sử dụng đàn tại Việt Nam nói riêng hoặc là cái vùng Đông Nam nói chung bị ảnh hưởng như vậy thì Kawai có thể là giữ cái sự ổn định cực kỳ cao. Đúng rồi. Gần như là tuyệt đối. Chính xác, chính xác. Và thêm một cái điều về ABS carbon là ngoài cái kháng được các cái tác nhân khách quan bên ngoài như vậy, thì ABS carbon nó giúp cho cái bộ máy nó truyền lực chính xác hơn vậy. Chính xác hơn nữa thôi. Đúng rồi. Tại vì thường nếu như mà mình đánh cái piano đi, và cái lực ngón của chúng ta, cái sự biểu đạt rất là quan trọng. Và đặc biệt là ngay từ buổi ban đầu mà chúng ta cần học tập hoặc là phát triển về các kỹ năng piano, thì cái bộ máy mà để truyền lực chính xác
giúp cho mình thể hiện được đúng cái ý đồ của người đánh piano á, mà nó ra được chính xác thì nó rất là tuyệt vời, và nó ai cũng cần cái điều đó cả. Thì FS Carbon nó làm được cái điều này là để nó truyền lực chính xác luôn vậy, chính xác luôn. Và chúng ta sẽ có hai điều, đó là nó sẽ kháng được nhiệt độ và độ ẩm, và thứ hai đó là truyền lực chính xác để FS Carbon. Đấy. Và đó là phần giải đáp. Action. Cảm ơn anh về câu trả lời. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái phần nguyên vật liệu là gỗ của một cây đàn. Về cái phần wood, cái phần gỗ làm đàn á, thì chúng ta sẽ xét một cái bộ phận quan trọng nhất của cây đàn. Piano đó chính là sao bo. Thì chúng ta sẽ có hai cái cách để xử lý sao bo. Thì có thể là mình sẽ có một phương pháp truyền thống, đó là hong khô tự nhiên. Và cái phương pháp thứ hai mà hiện tại bây giờ thì anh thấy các cái quốc gia mà làm đàn mà mới phát triển thì rất là nhiều, đó là hong khô theo cái công nghệ máy móc. Tức là họ có các thiết bị, họ làm rút ngắn cái thời gian lại. Nhưng mà thưa quý vị, thì Kawai vẫn giữ được cái truyền thống làm cái xử lý cái sao bo, xử lý cái nguyên vật liệu gỗ làm sao bo bằng cách là hong khô tự nhiên. Nhưng mà để mà đạt được cái chất lượng và cái tiêu chuẩn như là Kawai đặt ra và cam kết với tất cả chúng ta, với tất cả khách hàng trên thế giới này, đó là họ đem cái gỗ vân sam, tức là cái gỗ làm sao bo đấy, solid wood, và hong khô tự nhiên đến 5 năm. Thì 5 năm hong khô tự nhiên như vậy thì họ sẽ đảm bảo được rằng là các cái sớ gỗ, các cái vân gỗ nó sẽ không còn có chứa những cái độ ẩm ở bên trong đó, và để đảm bảo rằng cái vấn đề mà truyền lực, truyền âm thanh, truyền cái sóng âm nó tốt hơn và nó đi một mài trơn tru hơn, và để đúng như Kawai, ý đồ của Kawai là phải làm sao cái sao bo nó ra để cái âm thanh nó truyền đúng nhất. Và theo như anh cũng đã được biết á, thì thông qua một người thầy người Nhật Bản, thầy có nói là vấn đề là kiểm tra cái sao bo như thế nào để mà đúng chuẩn. Tại vì chúng ta biết rằng ở cái gỗ tự nhiên thì luôn luôn cái vân gỗ nó khác nhau, chúng ta sẽ không có những cái vân gỗ giống nhau cả, về các cái đường đấy, các cái sập vân gỗ nó khác nhau hết. Thì đối với Kawai thì họ sẽ có một cái thiết bị để mà kiểm tra cái sao bo. Ví dụ họ sẽ để hai cái thiết bị, hai đầu như thế này, và cái sao bo nằm ngay chính giữa. Thì khi mà một đầu á là họ sẽ phát ra cái dao động âm thanh, còn cái đầu phía bên đây á là để họ thu nhận cái dao động đó âm thanh. Và họ sẽ có một cái thiết bị đo. Thì nếu mà bên này họ dùng một cái búa đặc dụng của họ để mà họ gõ sao bo đó, thì nó sẽ truyền cái sóng lực qua bên này. Khi mà truyền qua đây thì thiết bị bên này nó nhận và nó sẽ đưa cái thông tin vào cái thiết bị điện tử để đo, là nếu mà đúng cái tần số đó, đúng cái lực dao động đó, thì cái miếng sao bo đó mới đạt chuẩn. Cho nên là cây đàn piano grand hay upright Kawai mà xuất xưởng thì đều đạt đúng cái tiêu chuẩn mà Kawai đưa ra. Đó là cái vật liệu. Sao bo có phải là cái bộ phận quan trọng nhất để cộng hưởng cái âm thanh để phát ra của một cái đàn? Bạn thấy chúng ta có một câu hỏi rất là hay. Trong cái cây piano thì rất là phức tạp, nhưng để mà phát ra âm thanh á, thì cái bộ phận mà quyết định, gần như là quyết định, nó chiếm tới 70% cái chất âm á, là chính là cái sao bo đó quý vị. Sao bo thì sau khi là búa đập vào dây đàn dao động tạo ra âm thanh, truyền lực xuống ngựa đàn bắt đầu mới truyền lực xuống cái sao bo phía dưới, thì cái sao bo chính là cái bộ phận cuối cùng để mà phát ra cái âm thanh. Cho nên nó chiếm là chất lượng, là quyết định chất lượng là hầu hết đối với 70%. Vâng, thì vừa rồi thì anh Bình cũng đã giải đáp cho chúng ta biết về sao bo, là một cái bộ phận mà quyết định một phần rất là lớn để tạo nên cái âm thanh cho một cái đàn. Và những cái thông tin đó hy vọng quý vị sẽ có thêm kiến thức để sau này có thể sở hữu cho mình một cái đàn, cũng như là tìm hiểu với một cái đàn theo đúng ý của mình. Và bây giờ thì còn cái cuối cùng là cái design. Thì
anh có thể cho em biết được là cái design theo em nghĩ thì nó là cái thiết kế. Vâng thì với cái thiết kế như thế này hoặc là theo một cái thiết kế khác thì nó có cái sự quyết định và ảnh hưởng như thế nào, lớn hay nhỏ đến với một cái đàn hay không? Kính thưa quý vị khán giả và bạn thế chúng ta, thì cái design, cái thiết kế nó sẽ góp một cái phần cũng là khá là quan trọng để mà thực ra là để đảm bảo được cái đàn piano chúng ta nó vận hành qua rất là nhiều năm, thậm chí đến cả trăm năm, là độ bền nó cực cao. Để làm sao ra được như vậy thì các cái thương hiệu đàn khác là họ sẽ có những cái chiến lược, những cái design, những cái thiết kế riêng với nhau. Nhưng mà đối với Kawai thì Kawai đã làm cho các cái body đàn, thân đàn á, các cái chi tiết bên trong nó được gia cố lại. Và cụ thể hơn đó chính là cái body thân đàn á, là họ làm gỗ dày hơn. Và cả khi mà các bạn thấy là cái thành đàn, tức là phía sau cái keyboard, cái bàn phím á, thì cái thành đàn nó cũng dài hơn. Tức là cái thân đàn của cây Kawai Granbino là tức nó bao bọc được bởi một cạnh đàn dày hơn so với các cái thương hiệu khác. Để làm chi? Như thế cũng biết là chúng ta có bên trong cái đàn có rất là nhiều cái chi tiết quan trọng, những chi tiết mà luôn luôn hoạt động. Thì trong cây piano á, là cái bộ phận nào cần hoạt động, cần chuyển động chẳng hạn, movement, thì chuyển động. Còn cái bộ phận nào cần phải đứng yên, đứng vững thì là phải đứng vững. Về Kawai, về khiết, về cái triết lý đó thì Kawai đã làm đúng theo cái triết lý như vậy. Đó chính là cái thân đàn là buộc phải dày, phải cứng để mà đảm bảo cho cả cái chi tiết bên trong nó vận hành một cách hiệu quả và an toàn nhất có thể. Vâng, và em xin cảm ơn về cái sự chia sẻ những cái kiến thức bổ ích đến các cái dòng đàn piano cũng như những cái chi tiết về piano. Hay là bây giờ chúng ta cùng xem bạn Thế biểu diễn cái cây GL20 của mình nha. Rồi, xin mời.